À, ngồi xuống cho các bạn nhìn đủ cái thành viên hồi mấy năm trước à. Đó. Hello. Đó. Giờ có nhiêu đó. Đang quay bằng cái điện thoại cù bắp chứ không quay bằng cái máy quay phim luôn. Máy quay phim. Giờ đâu quên luôn. Nay cái đầu hai máy luôn rồi. Thấy ghê không? Nghỉ dịch có 3 tháng, 4 tháng rồi đó. Kỷ niệm UV các bạn. Rồi. Bạn nào mà theo dõi trên kênh Miền Tây Vlog của mình khoảng 1 năm về trước nhớ cái kỷ niệm ở đây. Cái đây là có một cái bờ ở đây nè. Bước qua đây. Cái lại ngay chỗ này là mình hay bài ra, mình quay video cho các bạn xem là chỗ này với chỗ đó. Đây là cái nhà chòi của ngoại mình hay qua mình quay cho các bạn xem những video. Nay cuối tuần về đây cái thấy ngay nhớ lại cái bao nhiêu kỷ niệm ùa về, buồn ghê các bạn. Thấy mà nhớ nghề ghê luôn á. Mà giờ đâu có quay gì nữa đâu. Còn đây là cũng có quay nữa, những cái tập mà làm những cái mâm lẩu á. Đó, cái chòi nè, đây vào đó. Đó. Ở đây là cái bờ đê đi lên nè. Đó. Đã không? Giờ nhớ nghề ghê luôn các bạn mà không tài nào quay là được. Đây ngoài mé sông nè. Này mấy anh em đi qua vườn chơi luôn á. Quay lại một cái đoạn ngắn cho các bạn xem chơi. À, đi một chút xíu tới là tới nhà của ông Vy G mà các bạn. Này cái nhà chòi của nó xịn còn hơn cái nhà chòi của ngoài mình nữa, ghê luôn. Để quay cho các bạn xem. Đây nè, trời ơi, coi nè, ghê chưa, nhà đó nó xịn hơn nhà ngoại nữa, nhà chòi nha. À, đây có cái sàn nước, Mỹ Lệ Tiền nha, bạn nhớ không? À, đang quay TikTok, đứa gà chơi TikTok, kênh TikTok là Hành Tiền, trước mình quay TikTok á. Ở đây toàn bắp rồi nè, xịn không? Giờ thấy cái muốn quay tới nghề, ta lại quay video cho các bạn xem ghê luôn á. Mà giờ quay lại chắc cũng các bạn cũng quên mình mất tiêu rồi. À, chiều hoàng hôn nè các bạn. Oh, cảnh này rộng ghê luôn không? Ở đây người ta làm đê rồi loại hết trơn. Quay vòng sơ sơ nữa nghe, lâu lâu mới qua đây. Ngay dốc này trồng bông mùa giờ nữa là xịn luôn ha các bạn. Đó, đường vô chòi nhà ông Vy gồm nè. Có nào tự nhiên xem video này xong các bạn kêu mình quay nữa không các bạn? Đặt tấm chó quyền hội. Trời nó đúng xịn luôn á. Đây là chiếc xe đạp điện nhà nào? Những cảnh vật thân quen luôn đó. Sàn nước chỗ này apply hay luôn các bạn, lưu nước đạn viên ngày nào cũng ra uống nữa. Cái chống hai cây ra bông dạ. À, cái máng sói này cái cây nó sống luôn nè, nó ghê nè. Gì nữa? Ồ đi là chỗ tôi quay vlog đi bay bán kem gì đâu đây. Kim tổ mẹ chồng. À, để qua quay tự nhiên hứng với quay lại tập cho các bạn xem. À, đây là cái vườn bắp của ông Vy nè. À, nhìn là biết không ăn được tới nào rồi. À, đã không có vài cây bắp ha, rồi cái gì dưa gan hay gì nè các bạn. À, bị sâu đây à, đó nữa. Ở đây là đậu bắp. Đã không? Nước vô nè. Mấy chỗ này cắm câu là hay luôn á các bạn. Đó, biết đã không? Nay mục đích đi giải trí cuối tuần đi chơi rồi thôi. Tự nhiên cái nhớ các bạn quá, quay lại chơi đoạn vậy đó. Mới đi vòng mệt quá các bạn. Đó. Đi dài vô tâm kìa, cháu khỏe. Mà mệt quá nên không có quay nổi nữa. Nói chuyện nãy giờ như đó mà hở. Thôi quay nhiêu đây chơi thôi nha, làm kỷ niệm thôi. Chừng nào có hứng thú các bạn có thích gì đó mới quay lại. Tạm biệt nha.